Trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát mạnh mẽ, nhiều hoạt động xã hội ở Hà Nội vẫn diễn ra bình thường. Người dân Hà Nội rất có ý thức bảo vệ mình và phòng tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng bằng việc mỗi khi ra đường luôn đeo khẩu trang. Với đặc thù công việc tiếp xúc thường với người lạ, đa phần những tài xế xe ôm, taxi đều có ý thức tuân thủ các nguyên tắc phòng tránh dịch, nhắc nhở khách hàng sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi lên xuống xe. Ghi nhận tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, nơi đây tập trung rất nhiều tài xế, các hãng đón chở khách thường xuyên. Không ít người tỏ ra lo lắng khi diễn biến dịch phức tạp. Đương nhiên là khó lo, nhưng mà cuộc sống vẫn phải đi. Khách bây giờ họ có ý thức rồi, họ cũng bảo vệ cho sức khỏe của chính họ, nên họ cũng đeo khẩu trang và giữ đàng hoàng. Chuẩn bị với sát khuẩn, khẩu trang, nếu khách không có thì mình đưa khách đeo. Đợt dịch bây giờ là sử dụng thuốc cồn 90 độ. Trước là dùng cồn dịch lọ cồn sát khuẩn rửa tay khô, giờ kinh tế kém phải mua lọ cồn này. Nước quế cồn cho khách vệ sinh là thế này, xịt vào tay, xoa. Khách thì đi không đeo khẩu trang thì mình nhắc nhở theo khẩu trang thôi. Này chị khách lên xuống thì mình sẽ phải tự khử trùng cho mình, chứ khách lên lúc nó họp mấy thì hơi khó. Chở ra chân tính thì đối với mình thì mình cũng cảm thấy bình thường, vì mình cũng là xử lý sau những lần chở khách thì mình cũng xử lý là thân mình, an toàn cho mình và cho khách xong rồi. Nhưng cũng biết mình cũng phải xịt khử trùng. Tài xế cũng vậy, mình là mình dùng cái mũ bảo hiểm mà nó không kính, hay là mình cũng cúi người không đi rửa tay, các thứ không mình rửa tay rồi găng tay là mình vừa đầy đủ hết. Tính cho đến đầu giờ chiều nay, ngày 3 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 621 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi 373 ca và 242 ca vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.